Xin chào anh chị em nhà đầu tư, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Đa Phát. Kênh của mình là một kênh hỗ trợ anh chị em nhà đầu tư về chứng khoán. Nếu anh chị em chưa có phương hướng về cách đầu tư cũng như là cần có những cái sự tư vấn thì mọi người hãy đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Tại vì mỗi buổi chiều mình sẽ có một bản tin để nhận định lại thị trường trong phiên giao dịch cũng như đưa ra các kịch bản cho phiên giao dịch tiếp theo. Ngoài ra mình cũng còn phân tích những cái mã cổ phiếu nổi bật trên thị trường để anh chị nhà đầu tư có một phương hướng để chúng ta làm sao đầu tư cổ phiếu thật tốt hơn. Và anh chị hãy đăng ký và like video để ủng hộ kênh của Công Dũng tiếp tục phát triển nhé. Xin cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất là nhiều. Thì đầu tiên ngày hôm nay chúng ta thấy là thị trường mở bát cho đầu năm mới với mức tăng điểm là 36,81 điểm lên mốc là 1043,9. Trong đó thì có 352 mã tăng, 68 mã trần đấy, và chỉ có 74 mã giảm thôi, 9 mã sàn. Thì nhìn chung tất cả các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành ngày hôm nay nó đều được kéo tăng điểm rất là tốt anh em ạ. Có những cổ phiếu của nhóm ngành đầu tư công nó đã có những cái dấu hiệu trần ngay từ sáng khi mở phiên, trần rất là nhiều, hôm nay phải gọi là trần la liệt. Thì anh em có thể thấy là sau cái bản tin buổi sáng của mình ấy, thì mình cũng có nốt cho anh chị em nhà đầu tư một vài cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm được và hôm nay có thể giải ngân ngay khi đầu giờ sáng anh em nhé, giải ngân ngay khi chưa bắt đầu vào phiên giao dịch lúc sáng. Thì hôm nay thì mình có dự kiến là nhóm vật liệu xây dựng, đầu tư công và thủy sản thì chúng ta mình chỉ quan tâm đến mỗi mã là IDI thôi, bởi vì là IDI mình thấy là rất là đẹp. Và lúc sáng có mở bát ATO thì nó mới chỉ tăng 1% thôi. Lúc đó thì chúng ta có thể là chúng ta mua rất thoải mái. Ngoài ra là những cái mã đầu tư công ngày hôm qua mình đã ngồi mình lọc đầu tư công. Thì ngày hôm nay đây 8 giờ 57 phút thì mình có nhắn cho mọi người một số mã đầu tư công anh em có thể tham gia. Và đây là những cái mã đầu tư công mình thấy là đẹp nhất anh em nhé. Mình thấy là đẹp nhất và mình có nhắn cho mọi người để mọi người lựa chọn trước khi vào phiên giao dịch. Rồi, 8 giờ 57 mình nhắn. Bởi vì là cái lý do cũng là một cái lý do bảo mật anh em ạ. Bởi vì sẽ có những bạn là ở trong Zoom của mình cũng là tư vấn và mọi người có thể là lấy mã xong là mang về tư vấn cho khách hàng của họ. Nên là đến sát giờ mình mới nhắn mã để anh em chọn lựa nha mọi anh em nhá. Nên mọi người để ý những cái mốc mà chuẩn bị đến giờ giao dịch hoặc là trong phiên giao dịch nếu mà có những cái mã nào ok thì mình sẽ nhắn cho mọi người. Đó cũng là cái tính chất của công việc đó. Thứ hai là trong cái nhóm dòng điện ấy, mọi người thấy là cái nhóm điện này có con PC1 này chưa chạy này, thì mình có nhắn trong Zoom thảo luận để anh em có thể vào mua. Lúc này cái giá của PC1 nó đang ở mức giá tham chiếu anh em, lúc 9 giờ 28 phút này. Đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua cái mã như PC1 này được để đầu tư đánh trong ngày hôm nay. Thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta có thể mua cổ phiếu nhé. Chứ còn một số zoom là mãi đến 9:30, 10 giờ bắt đầu mới có những tín hiệu mua. Thì lúc đó là chúng ta đã phải mua những cái giá rất là cao rồi anh em ạ. Ví dụ như dòng đầu tư công ấy, đến tầm 9:30 là nó đã dần dần nó đã gần tím hết rồi. Thế mà anh em mà đua lệnh lúc đấy thì anh em sẽ không bao giờ mua được giá tốt. Vì thế nếu anh em nào mà muốn tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng để nhận được những cái mã khuyến nghị nó sớm nhất thì mọi người hãy liên hệ với số điện thoại Zalo đang chạy ở trên màn hình của mình nhé. Mọi người mà đạt hai cái tiêu chí đó là có tài khoản tại VPS gắn ID của mình hoặc là TCBS gắn ID của mình thì mọi người sẽ vào Zoom free. Còn nếu mọi người không có tài khoản tại hai công ty đó và không giao dịch ở hai công ty chứng khoán này thì mọi người sẽ vào room với hình thức là đóng phí, một chút tiền phí, tiền cà phê thôi. Đấy, thì anh em nào mà quan tâm thì mọi người có thể tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng nhé. Để chúng ta sẽ đồng hành với nhau ở những cái con sóng sắp tới. Cái giai đoạn năm 2023 này, theo như mình đánh giá, thì giai đoạn này nó là một cái giai đoạn mà thị trường nó sẽ không thể tăng mạnh được và cũng không thể giảm mạnh được. Nó ở trong một cái biên độ sideways. Và khi ở trong biên độ sideways thì nếu anh chị nhà đầu tư mà chúng ta mới va vấp với thị trường thì chúng ta sẽ rất khó để đầu tư anh em ạ. Rất là khó để kiếm tiền trong thị trường sideways. Vì thế chúng ta cần phải có một người tư vấn anh em nhé. Một người tư vấn, nếu anh em giao dịch tại VPS và TCBS thì tất cả là miễn phí. Tất cả là sẽ không mất phí trong room VIP đâu. Còn anh em mà không có tài khoản tại hai công ty này thì mọi người
vui lòng đóng phí để ở lại room đó. Thì đó là cái điều kiện để vào room của mình thôi, nó rất là đơn giản, miễn là anh em giao dịch tại hai công ty chứng khoán của mình. Đấy thì nói qua nói lại thì hôm nay cũng có những cái mã như vậy, thì mình cũng có hướng anh em đến cái dòng đầu tư công ấy. Thì mình thấy là giai đoạn này nếu mà thị trường kể cả có xấu nhá, thì những cái mã đầu tư công mà mình cho anh em mua thì nó cũng rất là đẹp anh em ạ. Những cái mã đấy mình ngồi mình lọc từ đêm qua, mình ngồi mình lọc lại thị trường để sáng ngày hôm nay mình có cái sự chuẩn bị tốt nhất để cho anh em nhà đầu tư chúng ta có thể mua được cổ phiếu nhá. Và nhìn vào thị trường thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đây toàn thấy sắc xanh thôi. Nước ngoài thì ngày hôm nay mua dòng khá là ít. Đấy, ngày hôm nay mua dòng họ mua dòng có 241 tỷ thôi. Vì thế nên là mình hay nói với anh em ấy, những cái chỉ số mà mua dòng của nước ngoài và tự doanh ấy, thì đây là những cái để chúng ta tham khảo thôi. Bởi vì là sao? Bởi vì là ngày xưa thì chúng ta có thể thấy là nước ngoài nó mua một cái là nó tác động đến thị trường rất là lớn, bởi vì ngày xưa thị trường của chúng ta là thanh khoản rất là thấp. Còn bây giờ đối với các tổ chức nước ngoài ấy, người ta mua ấy, nó chỉ là một phần nhỏ đóng góp vào thị trường thôi. Mọi người thấy ngày hôm nay thì nước ngoài mua mua bán nhé, cả mua cả bán là 1.036 tỷ. Tuy nhiên là thị trường chúng ta thanh khoản đến 9.200 tỷ. Đó. Đến 8.000 tỷ là tiền của Việt Nam, chứ không phải là nước ngoài, nên anh em đừng quá quan tâm ở nước ngoài. Cho nên là đôi khi có nhiều bạn nói rằng là mình thấy Tây mua nên là mình cũng mua theo Tây. À, thực ra đấy là một cái tư duy mình nghĩ là sai lầm, cần phải điều chỉnh. Thật đấy, đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà suốt ngày đi nhìn Tây nó mua bán, nó làm sao hiểu hiểu thị trường mình bằng người Việt được, đúng không mọi người? Mình còn biết tình hình trong nước, rồi là mình còn biết các cái thông tin của nội bộ của những hội nhóm hay là của những cái thông tin trong nước mình chứ, còn hơn là đội Tây. Tây nó chỉ nghiên cứu vĩ mô thôi, nó không thể làm là có những cái thông tin chi tiết mà như anh em mình hay nhận được hàng ngày ấy. Thì đó là cái yếu tố mà chúng ta chỉ để tham khảo anh em nhé, biết được thằng Tây nó mua hay bán nhá. Ngày hôm nay nó bán dòng nhiều, tại sao nó lại bán đó, thì chúng ta lại nghiên cứu. Chứ còn bây giờ nó đang mua nhẹ nhẹ như này mà mình thấy Tây mua mình cũng mua, mà thấy Tây bán mình bán, mình có phải là Tây đâu, đúng không anh em? Thế nên là mọi người cũng lưu ý là cái việc chúng ta phải nhìn nhận đúng cái vấn đề để chúng ta tham gia. Cái giai đoạn trước 2 tuần trước ấy, mình nhắn anh em ngồi ngoài là còn lý do của nó. Còn ngày hôm nay sáng ra chưa mở cửa mình đã nói anh em là ngày hôm nay có thể mua được mã này mã kia, nó là có lý do của nó anh em ạ. Còn nó có lý do của nó nhé, chứ không phải là mình thích thì mua, mình thích thì bán đâu. Anh em nhìn thấy cái giai đoạn này thị trường luôn luôn tạo một cái biên độ vận động với khối lượng rất là thấp nhá, khối lượng vận động rất là thấp và tích lũy đi ngang. Ở cái trường hợp này thì chúng ta thấy là cái sự rủi ro nó nhiều hơn là sự hy vọng đó. Và đến ngày hôm nay, ngày hôm qua mình ngồi, thực ra mình ngồi mình nhìn thị trường, nhất mình nhìn thị trường, phân tích cái chart giờ của thị trường này, thì mình thấy là nó đã có một đáy rồi, một đáy và nó đang hướng lên rồi. Cái mây này nhìn thì nó hơi phù khoảng, nhưng mà đúng cái eo mây này thì có thể vượt qua này anh em này. Cái eo mây này VN Index chọn rất là khéo, có cái eo mây để vượt qua. Ngày hôm nay phái sinh có một cái eo mây y hệt như này anh em ạ. Phái sinh ngày hôm nay không biết đã hết đơ bảng chưa, ngày nay chắc 1 giờ đây mọi người thấy đây, phái sinh có một cái eo mây y hệt như thế này. Và hôm nay thì buổi chiều thì mình cũng mạnh dạn là mình long anh em ạ. Anh em biết mình long ở đâu, mình buổi sáng là mình ngồi mình canh cơ sở cho anh em nhé, canh xem còn cái mã nào để anh em chơi không, đến buổi chiều mình quay lại. Buổi chiều ở đây ở 11 giờ này, đây buổi chiều 13 giờ thì mình long ở 14 anh em ạ, long ở 14 14 15, tại vì mình đánh giá là cái vùng này là cái vùng mà có thể long được đó. Và mình long từ 14 và đến mình bị rơi hết hàng đến tầm là 35 mọi người ạ. 35 nó rung ác quá, 35 rung kinh quá, thế là long từ 14 đến 35 thì bị rơi hết sạch hàng luôn. Tuy nhiên thì mình cũng dự kiến thị trường sẽ tăng lên khoảng tầm 1040 điểm cộng trừ. Ngày hôm nay cũng có nói với anh em là thị trường có khả năng tăng đến 1040 điểm cộng trừ nếu mà nó đục xuyên mây. Thì cái chart VN VN hợp đồng tương lai này, phái sinh này, nó giống hệt là VN Index anh em. Ngày hôm nay có cái mẫu hình giống hệt nhau. Đấy, đây này, VN Index cũng chọn đúng eo mây, đục thủng lên nhá. Và như cái kiểu này, cái dáng đi này của VN Index
thì ngày mai nó sẽ kiểm định lại vùng 1050 và 1060 anh em nhé. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là MACD đang hội tụ với cả đường giá. Đây là hội tụ nha anh em nhé, đây không phải là phân kỳ, đây là hội tụ, đây là giá tăng, MACD tăng thì nó đang là đồng quy, hoặc là chúng ta có thể nói là hội tụ đó. Còn phân kỳ đó là cái hiện tượng như thế này cơ. Để giải thích cho anh em là cái việc phân kỳ hay hội tụ thì chúng ta có thể thấy là phân kỳ khi như này này, đây đấy, đây là hội tụ ở đây này. Lấy cái trường hợp phân kỳ đâu nhỉ, để anh em hiểu hơn về chút kỹ thuật đây. Đây đây, phân kỳ đây anh em ạ. Ví dụ mà giá nó đang đi xuống như này nhá, anh em thấy là cái đáy này, cái đáy này nó cao hơn cái đáy này đúng không ạ? Nó cao hơn đáy này, đây này, cao hơn cái đáy này. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy là cái đáy MACD này nó lại thấp hơn cái đáy tiếp theo. Thì đây người ta gọi là phân kỳ dương. Còn khi mà anh em nhìn thấy cái trường hợp này ấy, thì anh em thấy đây là cái sự hội tụ, nó là đồng quy, nó là đồng pha nha anh em nhé. Có thể gọi cách nào cũng được, miễn là chúng ta gọi đúng đó. Thì chúng ta thấy là VN Index nó đang có sự đồng pha với đường giá. Và ở đây chúng ta thấy là cái trường hợp này ấy, cái mây này thì nó không phải là mây khủng hoảng đấy, và có thể là nó có những cái nhịp nó lên đây vượt qua để kiểm định lại cái vùng này 1050, 1060. Và chúng ta thấy là Bollinger Band nó đang bóp lại, nó đang co bóp lại rồi, nó tiếp tục co bóp lại rồi. Nếu mà bây giờ VN Index mà vượt lên ấy thì nó vù một cái nó sẽ gặp 1070 và nó sẽ bị bật ngược trở lại, có thể là bật ngược đến MA20. MA20 của chúng ta đang ở vùng 1030. Vì thế là mình kỳ vọng rằng ngày mai lên kiểm định lại cái vùng này, xong là tích lũy lại ở đây thì đẹp nhất anh em ạ. Nếu mà tích lũy lại được ở đây thì là một cái kịch bản đẹp nhất cho thị trường, thì chúng ta sẽ có một cái nhịp mà thị trường có khả năng tăng tiếp anh em nhá. Thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta kiếm tiền tiếp tục đó. Thị trường đẹp chúng ta nhảy vào, thị trường xấu chúng ta ngồi ngoài. Đó là cái chiến lược của Dung Khách Hàng VIP của mình đó. Ngày hôm nay báo mọi người vào từ sớm chứ không phải là đợi đến 9:30 hay 10 giờ mình cho mọi người vào đâu. Có nghĩa báo anh em từ 9 giờ kém. Anh em có thể là lựa chọn trong cái ATO, anh em mua bán, anh em chọn mã nào đầu tư công, cứ nhằm đầu tư công mà phang cho mình. Thì ngày hôm nay mọi người cũng đã có một phần lợi nhuận rồi. Đầu tư công này, thủy sản, sáng nay mình có nhắn đầu tư công vào thủy sản. Thủy sản thì mình thấy có con IDI, con VHC và con CMX, ba con đấy ngày hôm qua mình soi được. Nhưng mà hôm nay có những con còn như ANV này, nó cũng con này thì ngày hôm qua thì mình thấy là nó không đẹp bằng những con kia nhá. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nó cũng tím, cái con ADV này ấy, tại hôm qua mình nhìn cái mây của nó mình không thích lắm đó. Thì mình có chọn ba cái con kia, IDI, VHC và CMX. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là những cái cổ phiếu này nó cũng đều có những cái sắc trần nhá. CMX cũng được, cũng tiền vào cũng khá là tốt. Và lát nữa mà có một cái số cái cổ phiếu mà nó chưa chạy thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhé, mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để chúng ta nhìn xem mai canh có thể mua được hay không. Thì mọi người nhớ xem hết video nhé. Còn anh em nào mà chưa có người tư vấn muốn tham gia Du Khách Hàng VIP của Công Dũng thì mọi người hãy liên lạc với mình sẽ hướng dẫn anh em cách tham gia Du Khách Hàng VIP của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên xong cái phần VN Index, chúng ta sẽ đi sang cái nhóm ngành ngày hôm nay tăng mạnh nhất, đó là đầu tư công đi. Đầu tư công ngày hôm qua con BCC này cũng soi rồi, con BCC này cũng soi rồi, nhưng mà con BCC nó có cản mây ở đây dày, cản mây này khó qua này, nó ở vùng 9.5, vì thế nên mình không nhắn anh em mua mã này nhá. BCC này ngày hôm qua mình soi hết nhóm đầu tư công mà C4G, ngày hôm nay có chú ý cái con C4G nữa đây này, mọi người này, C4G nữa này đó. Con này thì cái target mình đang đặt nó là target 10. Tuy nhiên ngày hôm nay nó đến cái target luôn anh em ạ. Hôm nay đến target 10 luôn, nó vượt qua cái vùng cản luôn. Thế là cái con này ấy, đối với C4G thì ở đây nó là cái vùng cản trở của nó rồi nhá anh em nhá. Đó, nó đang chạm ben rồi thì khả năng ấy, con này mình nghĩ rằng cái kịch bản của nó sẽ phải đi như này, nó sẽ tích lũy ở đây. Đấy, nó cứ co giật như này. Đấy, và nó tích lũy thì có thể nó sẽ mới tăng tiếp được.
Đối với con C4G là cái kịch bản nó như vậy anh em nhé. Anh em nào mà đang cầm những cổ phiếu này thì cũng xin chúc mừng anh em. CTD thì TD cái đoạn trước nó tăng cũng rất là tốt, tuy nhiên là con này mình không chọn con này. DPG này, con này cũng qua có trong list nhưng mà mình cũng bỏ nó ra, có nghĩa là mình chọn những cái con tốt nhất thôi, những con mà nó có khả năng tăng tím đó. Như C4G thì hôm nay nó tăng 12%, như FCN thì hôm nay nó tăng tím, và như LCG anh em thấy không, LCG nó hôm nay cũng tím, VCG hôm nay nó cũng tím. Thì đây là mình lựa chọn những con mà mình cảm thấy nó khỏe nhất. Tại sao mình không chọn KSB, không chọn HHV? Bởi vì KSB nó đã đến cản rồi, và KSB là cái con phát ra tín hiệu đầu tiên nên chúng ta sẽ không ưu tiên để mua nó nữa, chúng ta sẽ mua những con sau thôi. Đó, HT1 hôm qua cũng đẹp nhưng con này gặp cản trên rồi đấy, nó gặp cái cản này rồi đấy, thì cái con này mình không chọn, mình chọn con nào nó xa cản hơn một chút để nó có cơ hội nó chạy phiên thứ hai nó nhẹ nhàng hơn anh em nhá. Đó là cái lý do mà mình chọn những cái cổ phiếu mà đây đấy, như LCG phiên nữa nó mới chạm cản đấy, phiên nữa nó mới chạm cản mạnh ở trên này, thì nó sẽ là những cái cơ hội anh em cầm có thể ăn được hai cây tím đó. Nếu anh em nào mà mua được trong phiên ngày hôm nay trong zoom hàng VIP của mình, HHV nó chạy rồi nhá, HHV cũng là chạm cái cản ở đây rồi đấy, thì con này mình không chọn bởi vì hôm nay lên là chạm cản rồi, thì mình sẽ không chọn những cổ phiếu như HHV bởi vì nó phát tín hiệu đi trước rồi, mình chọn những con đi sau thôi. À, chúng ta sẽ xem ngân hàng một chút nhé, ngân hàng. Và có một điều lưu ý nữa là anh em này, có con VN Index thì mình cũng nói mọi anh em một cái điều lưu ý nữa về VN Index. Thực ra VN Index của chúng ta giai đoạn này vẫn có rủi ro anh em nhé, anh em đừng thấy là một phiên tăng xanh tím mà anh em đã nghĩ rằng nó là vào uptrend. À, chúng ta có thể nhận thấy ở đây này, VN Index đã có một đỉnh rồi nhá, một đỉnh MACD, và cái trường hợp bây giờ đấy, nói ví dụ trường hợp bây giờ này, trường hợp bây giờ mà nó lên đến đây nó lại quay xuống luôn thì nó sẽ tạo thành hai đỉnh nhá, hai đỉnh mà nó đi xuống như này là nó sẽ vào cái pha giảm đấy anh em ạ, nó sẽ vào pha giảm mạnh nhé. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà thấy VN Index có dấu hiệu tạo đỉnh là chúng ta phải thoát hết cổ phiếu ra. Và như mình ngày hôm nay đối với khách hàng của mình cũng có dặn mọi người ấy, ngày mai mình sẽ dặn mọi người hàng về chúng ta nên cân nhắc chúng ta bán cổ phiếu. Đó là cái cách mà mình nghĩ rằng để bảo vệ những cái tài sản của khách hàng trong giai đoạn này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thị trường có một đỉnh rồi thì chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng nhiều vào những cái nhịp này. Nếu trường hợp nhé, trường hợp VN Index tăng ngược trở lại đấy, vượt qua cái đỉnh này đó, thì lúc đó chúng ta lại có một cái những cái cơ hội rất là đẹp ở đây anh em ạ, lúc đó chúng ta sẽ có những cơ hội mới tốt hơn đó. Còn bây giờ nó chưa rõ ràng, nó chưa có gì cả thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý và chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận anh em nhé, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận thì khả năng VN Index ngày mai nó sẽ đi như cái kịch bản mà mình vừa nhắn mọi người ấy. Đó, BID này anh em này, BID nhá, tạo đỉnh mà nó vù lên vượt qua những cái đỉnh nhỏ nhưng mà nó không vượt qua được vùng này ấy, thì anh em cũng cân nhắc là anh em nên chốt khi mà nó lên đây anh em nhá, anh em cân nhắc nên chốt khi nó lên lại cái vùng 41.85 cộng trừ này thì để cho an toàn nhất anh em ạ. Bởi vì sao anh em thấy đoạn này nó giảm không giảm mạnh không, nó đang ở trên mây xanh, nó đang ở trên mây, nó đang trên Kumo, vì thế là nó đang rất là khỏe, nên anh em phải hiểu được những cái mà vận động của mây thì để chúng ta làm sao chúng ta nắm được cái tinh thần và chúng ta cầm cái cổ phiếu nó được không phải lo lắng đó. CTG đó, CTG cũng đấy anh em nhé, những cổ phiếu này đang có những cái dạng mà một đỉnh rồi, tất cả những cổ phiếu mà dòng ngân hàng mình thấy là đang có dạng một đỉnh rồi, vì thế là anh em cũng nên hết sức cẩn thận khi mua. ETB cũng vậy, ETB cũng đã có một đỉnh rồi, tuy nhiên nó đang ở trên cái xu hướng tăng, vì thế là nó sẽ dần dần nó phải bẻ cong thì nó mới kết thúc xu hướng tăng. Tuy nhiên ở những cái điểm này mình lại thấy không đẹp nữa rồi, còn STB mình lại thấy không mua không đẹp nữa, nên anh em cũng đừng ưu tiên vào mua những cổ phiếu này. Techcombank này đấy, đi từ dưới lên, tất cả những cái này nó đang có cái mẫu hình là một đỉnh hết rồi. OCB sau này phát những cái tín hiệu đi này, đây này, nó phải dưới xuống dưới này, nó vượt cái đỉnh này anh em này, nó phải vượt cái dạng này này thì chúng ta mới có sự tin tưởng vào thị trường hơn nhá. Đó, giống con OCB này, nó vượt xong nó tích lũy này. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái kỳ vọng
một cái việc kỳ vọng tốt hơn về thị trường và những cái nhịp tăng sắp tới. Ngân hàng nói chung là đây thì mình cũng có nói ở trong các video ấy, mọi người không biết là mọi người có nhớ không, là khi mà thị trường nó có cái dấu hiệu tăng ấy thì mọi người phải nhìn thấy cái nhóm ngành chứng khoán này này, mấy cái thằng chứng khoán này nó chạy rất là mạnh đó, và nó tím nha anh em nhá, thì chúng ta sẽ biết được là những cái điểm mà chúng ta đấy, là thị trường nó có tăng như thế nào đó, thì chúng ta nhìn vào cái dòng chứng khoán này, bởi vì dòng này rất là nhạy sóng nhá, dòng này rất là nhạy sóng, ngày hôm nay cũng được kéo rầm rầm đó. Tuy nhiên giai đoạn này nhá, thì mình thấy là cái nhóm đầu tư công nó đẹp hơn anh em ạ, mình thấy nhóm đầu tư công nó đẹp hơn, nên là sáng nay mình mới hướng anh em mua nhóm đầu tư công là vì vậy. Dòng chứng khoán thì mình đang thấy cái chạm của nó, thực ra thì cũng mua được, ngày hôm nay con nào cũng thành đẹp hết rồi, ngày hôm nay con nào cũng thành đẹp hết rồi, cũng có hai đáy phân kỳ dương này đi lên này, thì ngày hôm nay cũng rất là đẹp những cổ phiếu dòng chứng khoán. Nhưng mà đến ngày mai mà anh em mà mua ấy thì anh em phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng nhá, chúng ta cần phải có sự tích lũy để đi lên tiếp, chứ không phải là tăng vù một cái xong bắt đầu là đến một cái điểm kháng cự là bắt đầu giảm mạnh, thì đó sẽ không bền anh em nhá. Dầu khí chúng ta có CNG, này mọi người cũng để ý được nhá. CNG mình nghĩ là mọi người nên để ý được con này. CNG thực ra là con này cũng khá là ok đấy anh em ạ, nên để ý cái dòng dầu mà ai chưa mua được con dầu nào ấy, thì mọi người cứ để ý con này đấy. PVD thì nó cũng không mạnh mẽ lắm đâu, PVD thì bắt đầu là mình cũng thấy các cái xu hướng mà con này đã tăng rồi, nó có thể nó tạo đỉnh. CNG kia nó chưa tăng này. PVC nha anh em này, PVC ngày hôm nay đã lấy được M20 rồi, thì mọi người cũng chú ý con này PVC và CNG này, BR này, BR nữa anh em nhá. Những con này là chúng ta có thể chú ý được, đang bóp ben rất là chặt này. GAT này, GAT một đáy, PVS thì đang ở trên mây, con này thì tích lũy trên mây khá là ok. Con PVS này chú ý được anh em ạ, nó mà cứ test lanh quanh khoảng 22.2 thì chúng ta có thể là thăm dò, hoặc đợi nó lên M20, 22.6 này, nếu mà lên đây thì chúng ta có thể thăm dò. PVT vẫn tiếp tục tăng anh ạ, PVT con này không có điểm mua nhá. Bất động sản ngày hôm nay thì chúng ta thấy sell, đây sell là nó kiểu như hai đáy anh em ạ, sell kiểu như hai đáy này, mọi người chú ý nhá, cũng chú ý nhá. Nhưng mà MACD thì mình thấy nó chưa ngon lắm, con này thấy chưa ngon lắm, bởi vì cái MACD nó cắm đầu đi xuống này đấy, còn ở chặt giờ ấy anh em thấy là những cái vùng flat của sell này thì nó có thể nó vượt qua, nhưng mà chỉ đến khoảng tầm 22 thôi, khoảng tầm giá 22 thôi là nó có thể bị ngăn cản rồi. CII ngày hôm nay nó cũng tím đó, ngày hôm nay nó cũng tím, tuy nhiên thì mình thấy là cái mây này của nó này ở cái chặt giờ ấy nó không được đẹp lắm đối với CII nhá. Con này mọi người cũng nên, nếu mà mua giữa CII và 577 thì mình thích con 577 hơn, để mà lựa chọn để mà nói về hai con để mà mua thì mình thích con 577 hơn nhá. 577 thì nó còn có hai đáy phân kỳ dương này anh em này, hai đáy nhá, phân kỳ dương đó, thì 577 thì có thể là một cái lựa chọn mà tốt hơn, chúng ta kỳ vọng mà đến cái vùng này đó. Hôm nay ít nhất là vùng này chẳng hạn 15.6 nhá, thì chúng ta cũng có sự kỳ vọng hơn đối với con này. LDG này, L14 này, L14 lại tiếp tục lấy lại M20 rồi. Nhưng con này có một đỉnh nữa nhá, L14 có một đỉnh rồi. Nam Long này, hôm nay lại tiếp tục tăng này, vượt qua cái vùng kháng cự đấy, mở ben đi lên này, Nam Long có vẻ là ổn đấy anh em ạ. NHA này, không đẹp lắm. OGC hôm nay lại chẳng tăng, cả thị trường tăng thì nó lại không tăng. PDR này, một con hàng cờ bạc này. SCR này, à hôm trước có con DRH này, con này hôm trước mình cũng xem thấy cũng khá là ok, bảo cái nhóm bất động sản tự nhiên có một con nó tím thế này. Đất xanh này, anh em nào có hàng cứ cầm nhá, anh em nào đang có hàng mấy con này thì cứ cầm nhá. HBC này, HQC này, Hút Tatco hôm nay cũng tím này. Hầu hết là chúng ta không có những cái điểm để chúng ta tham gia nữa rồi, phiên ngày hôm nay nó tăng rõ ràng quá,
tăng rõ ràng của anh em ạ, thì chúng ta sẽ khó lòng để chúng ta tham gia các cổ phiếu ngày mai. Ngày mai thì mình thấy có cái dòng phân bón này, con BFC thì hôm nay nó tăng rồi anh em ạ, con BFC thì ngày hôm nay nó tăng rồi, đây cũng có một đáy này, một đáy phụ này và đang đi lên. CSV xem nào, CSV cũng vậy, tương tự. Hôm qua mình soi cổ phiếu thì khá nhiều cổ phiếu nó đang có một đáy rồi, hai đáy. DGC, DGC anh em ạ, DGC thì mình thấy là anh em nào mà thích thì cũng có thể lấy vị thế được đối với DGC nhá. DPM cũng đẹp. Cái dòng này thì mình thấy con DPM là cái con mà nó đang gọi là nó đang ở trên cao nhất, con này nó đang ở trên cao nhất và chúng ta thấy ở đây là nó cũng có một đáy, hai đáy, hai đáy MACD rồi và bây giờ nó đang vận động ở cái vùng mây, thì anh em nếu mà muốn mua thì ngày mai chúng ta lấy ở cái vùng tham chiếu của nó cũng được, vùng tham chiếu hoặc ở M20 ở vùng 43.2 cộng trừ đối với cổ phiếu như DPM anh em nhé. Con này nó tích lũy thì khả năng nó cũng sẽ tăng đấy. DDV này, DDV ở trong mây, có con mỗi con DPM là nó đang ở ngoài mây thôi. DGC, DGC thì xem con này này, con này mà không vượt qua được vùng này thì đến đây khó vượt này. DGC anh em thấy là con này nó đang đi theo cái mẫu hình đó là hội tụ, nó đang đi hội tụ, nó đang đi đồng pha với cả đường giá. Nhưng ở chạc giờ chúng ta có thể thấy là nó chuẩn bị nó chạm cái vùng kháng cự này rồi, kháng cự ở vùng 61 rồi đối với DGC. Thì anh em nào có kỳ vọng hơn thì chúng ta mua nhé, còn không thì chúng ta cứ chờ đợi đã, cho nó tích lũy lại đã. Last thép ngày hôm nay HPG còn tím, HPG ngày hôm nay còn tím, nó hầu hết nó đang vận động như thị trường anh em nhé, nó đang vận động như thị trường bởi vì là thị trường cũng đã có một đỉnh rồi, các cổ phiếu nó cũng đã có một đỉnh rồi. Đấy, nhưng con này nó sẽ chui lên vùng 12.6 đối với cổ phiếu như HFG, khả năng nó sẽ chui 12.6 và nó sẽ tiến tới cái vùng kháng cự đó là 13.2, 13.2 là vùng kháng cự của HFG. Còn đối với Hòa Phát thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ tiến tới vùng 20.2 cộng trừ, đó là vùng kháng cự của nó. NKG nữa, NKG thì cũng tiến tới cái vùng đó là 13.6 cộng trừ nha anh em nhá, 13.65 cộng trừ. Phân bón thì mọi người cũng có thể chú ý được vì mình thấy nó cũng chưa chạy lắm. Đây Zigun, Zigun con này mây nó hơi xấu. M20 đang cắm xuống rồi. Pet, nếu mà chơi dòng bán lẻ mọi người chỉ nên chơi Pet và đi Zigun, hai con này là tăng sốc giảm sốc đó, thì chúng ta có thể là mua nên ưu tiên hơn bởi vì những cái cổ phiếu đấy nó rất là khỏe. VRE hôm nay thì tìm lại đường Kijun, đánh cùng thị trường thôi. Cái con này nó đang đánh cùng thị trường thôi. Nó sẽ nếu mà tích lũy lại được ở đây thì nó sẽ dần bẻ ngang M20 ra. Nghe em nhá, sẽ dần bẻ M20 ra. Rất nhiều cổ phiếu chúng ta có thể mua được. VRE này, một đáy này, hai đáy này. Đó, vườn mây rồi. Con này nó sẽ tiến tới vùng vùng kháng cự đó là cái vùng 28.4 cộng trừ đối với VRE. Tiếp theo là thủy sản và dệt may. Thủy sản là như mình nói ở đầu video ấy, thủy sản là cái cổ nhóm ngành mà mình khá quan tâm trong ngày hôm nay. Khá quan tâm ngày hôm nay đó có con IDI này. Mình rất là tiếc con IDI vì mình không mua được nó. Mình thích nhất cái con IDI trong cái nhóm ngành thủy sản trong ngày hôm nay. Đó là IDI, CMX nữa này, CMX nữa, và VHC. VHC thì hôm nay không tăng mấy nhưng mà con này cũng đang chạm vùng kháng cự rồi, thì khả năng cái mây này nó cũng sẽ vượt qua anh em ạ. Đối với VHC nhá, giải ben dưới đang bóp lên trên, ở đây đang bẻ ngang đấy, thì khả năng nó sẽ phát triển xu hướng tăng. HAH này, HAH cũng được, HAH con này mọi người mà có hàng thì cầm vẫn được nhá. Đấy, nó cũng đang tăng rồi. Và cái kháng cự của HAH thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là nó sẽ tiến lên cái vùng đó là vùng 35.3 cộng trừ đối với HAH. Đó. GMD này. GMD không đẹp ạ. DP này. Cái khoản thấp. PVT.
Xem VNA này, lâu lắm không xem con này. VNA thì hơi khó, VNA thì nó sẽ khả năng nó sẽ tích lũy ở vùng 30.7 này, cộng trừ một thời gian ấy. Con này mà tích lũy xong khéo lại có mấy cái pha nổ ở mầm, con này tăng thì điên lắm anh em ạ. Con VNA này tăng cũng dạng quái vật nhá. Anh em để ý con cổ phiếu này. Đây mọi người thấy này. Bây giờ nó đang có một đáy rồi này. Nó chuẩn bị có đáy thứ hai này anh em ạ. Đáy thứ hai nhá. Mọi người chú ý con VNA này, nó mà tăng lên á thì rất là kinh khủng. Đây này, cái đoạn nó tăng này. Úi giời ơi. Đoạn nó tăng như thế này rất là kinh dị luôn. Đây này, đoạn này cũng tăng vèo vèo. Con này nó cứ có một nhịp tăng xong bắt đầu một nhịp chỉnh, một nhịp tăng, một nhịp chỉnh trong cái giai đoạn trước. Và cái giai đoạn mà năm 2022 nó tăng này, như đúng rồi luôn. Nên anh em hãy để ý những cái con cổ phiếu như này nhé. Con này mà tăng thì điên lắm, toàn rít 15% thôi. Nên là nó mà chứng lại ở đây một nhịp này, nó mà tích lũy ở đây vùng này, thì nó khả năng nó sẽ có những cái nhịp nó tiếp tục tăng ấy. Đối với VNA vì mình chưa thấy nó tăng. Đấy, VOT thì còn tăng rồi, nhưng mà VNA thì chưa thấy tăng anh em ạ. Nên mọi người cũng để ý nhá. VSC một đáy hai đáy. Nhưng con này đang đi xuống quá. Dạo này nhìn bo cung. GMD. Rồi, còn con gì nữa nhỉ? Anh em thấy còn mã gì nữa không? Cao su có LHG Long Hậu. Long Hậu hôm nay cũng đổ này, con này cũng tích lũy này. Con này cũng... Nói chung là không thể xem hết được các mã của thị trường, nên là con này, những cái con này mình hay bị lọt. Ngày hôm nay nó đổ chung của thị trường thôi. Còn Long Hậu thì nhìn thấy nó chưa đẹp lắm. GVR này. GVR anh em thấy là hôm nay tăng chạm 20 rồi. Tất cả các cổ phiếu nó đều na ná như kiểu VN Index ngày hôm nay ấy. Nó đều có mẫu hình kiểu VN Index. Điện than này, ngày hôm nay PC1 của mình nha. PC1 có báo anh em mua ở tham chiếu loanh quanh cái vùng giá đây, sáng nay có báo anh em là mua đây này, quanh loanh quanh cái vùng 22 này thôi. Ngày hôm nay nó giao dịch leo tèo, nó ở quay đây, anh em mà mua từ đây 20.3 nó có loanh quanh ở đây. Đây à, sáng nay mình có nhắn mọi người lúc mấy giờ đây anh em này, PC1 nhắn lúc 9:30 này. Đây này vẫn đang loanh quanh ở cái vùng tham chiếu thôi. Đây này 9 giờ bao nhiêu nhỉ, 9:28 này anh em này, mình có nhắn anh em lúc 9:28 mua con PC1 đây này. Mọi người thấy 9:28 này nó vẫn đang loanh quanh 20.4 20.4 20.5 này, anh em nào thích thì vào hốt luôn tại lúc đấy, thì có nghĩa là nó chỉ loanh quanh tham chiếu một vài like thôi, mua cái ăn 5% một phiên anh em nhé, mua 5% một phiên, tại vì nó không có giúp mức giá rẻ hơn. Nên là mọi người mua thì mọi người phải mua sớm, nhắn cái mọi người phải mua luôn, thì mọi người cần phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật. À mà ra Tết thì mình có một cái khóa học về phân tích kỹ thuật tiếp theo cho mọi người, anh em nào muốn đăng ký tham gia thì mọi người có thể tham gia nhé, để chúng ta biết được về phân tích kỹ thuật đó, chúng ta sẽ biết học xong ấy mọi người có thể phân tích được như mình nhé, nhìn vào các biểu đồ này mọi người có thể phân tích được như mình, mọi người có thể phân tích được là à con này nó đang ở trong mây như thế này, nó có khả năng nó tăng mạnh hay không này, rồi là cái MACD của nó đang như thế này thì nó kiểu gì này, rồi RSI nó ra sao này, ADX, D cộng, D trừ này, rồi Bollinger Band các thứ. Mọi người học xong mọi người sẽ biết mây Ichimoku nhá. Cái mây Ichimoku thì mọi người phải học, mọi người nên học thì mọi người sẽ nắm rõ hơn. Cái mây rất là hay anh em ạ. Đó, thì anh em nào mà muốn đăng ký học thì mọi người có thể là tham gia khóa học của mình sẽ tổ chức vào ra Tết âm lịch, xin lỗi mọi người, chắc khoảng tầm tháng 2 hoặc giữa tháng 2 thì đấy, thì sẽ có một cái khóa học mới nhá. Thì có một cái khóa học là mình cũng mới cho các anh chị em hoàn thành xong cách đây từ tuần trước đó, thì khóa học cho mọi người, những nhà đầu tư, những anh em nào mà xác định là chúng ta muốn kiếm tiền thực sự từ thị trường chứng khoán đó, thì chúng ta nên đăng ký để học. Còn chúng ta cóp nhặt những cái kiến thức ở trên mạng nó cũng không phải là những cái mà nó cơ bản. Thứ hai là nó chúng ta cóp nhặt mà, nên nó sẽ không đầy đủ và nó sẽ không đem lại những cái hiệu quả tốt nhất cho anh em. Khi anh em muốn phân tích một biểu đồ thì sẽ có những cái sai sót trong đó, anh em không thể biết được, bởi vì là kiến thức mình cóp nhặt thì làm sao mà đầy đủ được, đúng không anh em? Đấy, thì cái cách mà để chúng ta giỏi nhanh nhất
đó là chúng ta học từ một người đi trước và người đó am hiểu về phân tích kỹ thuật, thì anh em nên chọn cái cách nhanh nhất để chúng ta làm sao chúng ta có những cái lượng kiến thức chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán cho được tốt nhá. Thì anh em nào muốn đăng ký thì mọi người cứ nhắn Zalo cho mình trước, mình chưa làm cái form đăng ký đâu, thì một vài hôm nữa trong các cái video mình sẽ để cái form đăng ký để anh em đăng ký. Cái khóa học đấy nó sẽ diễn ra vào sau Tết Nguyên Đán, chúng ta cứ ăn Tết thảnh thơi, xong ra Tết chúng ta học hành, xong chúng ta kiếm tiền trên thị trường. Việc kiếm tiền là một việc rất là lâu dài, vì thế nên là anh em bỏ một cái khoản học phí nó rất là nhỏ để anh em tiếp thu một lượng kiến thức nó rất là lớn, còn hơn là anh em mang cái tiền của mình vào thị trường anh em không biết tại sao mình mua, anh em không biết tại sao mình bán, để chúng ta bị lỗ còn nhiều hơn cái tiền học đấy. Nhiều người là có cái tư duy là ngại đi học, sợ tốn tiền học, nhưng mà mang cái số tiền còn gấp 10 lần cái số tiền đấy vào đánh chứng khoán thua liểm xiểm, mất còn gấp 10-20 lần cái học phí cơ đấy. Thị trường mà thị trường ấy nó lấy học phí của anh chị, nó không đem lại cho anh chị nhiều điều để anh chị hấp thụ được kiến thức đâu ạ. Đó, vì thế nên là chúng ta cũng đừng nghĩ là những cái việc học phí ở đây nó là quá quan trọng trong cái việc đầu tư. Nếu mà chúng ta đã xác định chứng khoán là để kiếm tiền thì chúng ta cần phải học đó, và học chúng ta sẽ có đầy đủ các nền tảng kiến thức cơ bản, kiến thức nâng cao để chúng ta đầu tư và chúng ta phân tích được làm sao mình dở biểu đồ ra, mình biết là tại sao mình nên mua cái con PC1, tại sao ông tư vấn kia bảo mình là mua con PC1 ở đây, đúng không ạ? Thì mọi người nên tham gia một cái khóa học nhé mọi người nhá. Anh em nào muốn thực sự muốn kiếm tiền bằng chính sức lực của mình thì mọi người đăng ký với mình, ra Tết mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái khóa học và ra Tết, đó là tầm tháng 2 hoặc giữa tháng 2. Tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, đợi anh em đến để chúng ta cùng đồng hành với nhau và cùng học thôi. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều, và bản tin ngày hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Rất vui vì anh em đã dành thời gian theo dõi hết video của Công Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin ngày mai.